Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Quân đội Israel mới đây cho biết họ đã tấn công các đồn quân sự ở Tây Nam Syria để trả đũa vụ phóng tên lửa vào nước này. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana dẫn một nguồn tin quân sự cho biết các cuộc không kích nhằm vào hai đồn quân sự ở tỉnh Deraa dẫn đến một số tổn thất vật chất. Trước đó, lực lượng phòng vệ của Israel IDF xác nhận các máy bay chiến đấu đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và các bệ phóng súng cối ở Syria để đáp trả các vụ phóng tên lửa về phía Israel vào hôm 24 tháng 10. IDF cũng cho biết đã xác định được hai vụ phóng tên lửa từ Syria và các tên lửa này đã rơi xuống các khu vực đất trống vào tối cùng ngày. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin các cuộc tấn công của Israel hôm 22 tháng 10 đã khiến hai sân bay chính của Syria ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo miền Bắc nước này ngừng hoạt động. Đây là lần thứ hai kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra, hai địa điểm này bị tấn công đồng thời. Đầu tháng này, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào sân bay Aleppo đã làm 5 người bị thương, đồng thời khiến sân bay này ngừng hoạt động. Trong những ngày gần đây, Israel cũng đã giao tranh với lực lượng Hezbollah tại Liban và các tay súng Syria ở biên giới phía bắc Israel. Hiện có nhiều lo ngại rằng xung đột Hamas-Israel sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn trong khu vực, đặc biệt làm gia tăng căng thẳng hiện có giữa Israel và Syria cùng lực lượng Hezbollah ở Liban trước đó cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng jake sullivan cảnh báo nguy cơ gia tăng về một cuộc xung đột lan rộng ở trung đông ông sullivan nói trên đài cbs chúng tôi nhận thấy các mối đe dọa ngày càng tăng đối với lực lượng của chúng tôi trên toàn khu vực và nguy cơ xung đột này lan sang các khu vực khác trong khu vực ngày càng cao chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn điều đó tuy nhiên phó tổng thống mỹ kamala harris đã tuyên bố washington không có ý định đưa quân đến israel hay gaza có thể thấy chưa có triển vọng nào cho một thỏa thuận ngừng bắn những chuyến hàng cứu trợ được đưa qua cửa khẩu Rafa của Ai Cập vào Gaza mới chỉ nhỏ giọt. Ước tính mỗi ngày cần 100 xe cứu trợ mới đáp ứng được tương đối nhu cầu của khoảng 2,3 triệu dân đang sống trong tình cảnh thiếu thốn đủ thứ ở giải Gaza. Nhưng cả tuần rồi mới có 117 xe đến được đó. Có người dân ở đó cho biết họ chỉ có một nửa cái bánh mì để ăn trong 2 ngày, một chai nước để uống trong 4 ngày. Trong khi đó, nỗ lực của cộng đồng quốc tế chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Hội nghị hòa bình Cairo hôm 21 tháng 10 đã thất bại đàm phán giữa Hamas và Israel với sự dàn xếp của Qatar tập trung vào vấn đề giải thoát con tin mà Hamas đang giam giữ, chứ chưa bàn đến chuyện ngừng bắn. Tuy nhiên, có thể có sự bắt cầu từ giải thoát con tin dẫn đến ngừng bắn, nhưng rõ ràng đàm phán đến hôm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Nguy cơ chiến sự lan rộng đang hiện hữu. Các phe nhóm kháng chiến của người Palestine ở Gaza, bờ Tây, Liban, Syria sẵn sàng chia lửa với Hamas. Mấy ngày qua, các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq liên tục bị tấn công các phong trào kháng chiến của người Palestine, phong trào đấu tranh giải phóng Palestine của người Ả Rập và chi nhánh của Hezbollah ở Iraq đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công căn cứ Mỹ để phản đối sự giúp đỡ mà họ cho là quá mức của Washington dành cho Israel để đánh Hamas và tấn công vào người Palestine ở giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng hoạt động quân sự của Israel tại giải Gaza nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hamas đã bước vào giai đoạn thứ ba, bao gồm việc mở rộng các hoạt động trên bộ tại khu vực này. Ông Netanyahu cho biết, chúng tôi đang ở giữa một cuộc chiến. Chúng tôi đã đặt mục tiêu rõ ràng là phá hủy năng lực quản lý và quân sự của Hamas. Chúng tôi đang thực hiện điều này một cách có hệ thống. Giai đoạn phong tỏa đầu tiên đã kết thúc. Giai đoạn thứ hai, với các cuộc tấn công từ trên không, vẫn đang diễn ra. Giai đoạn thứ ba, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã mở rộng tấn công trên bộ vào Gaza, Họ đang thực hiện điều đó bằng những bước đi có tính toán và rất mạnh mẽ, đạt được những bước tiến từng bước và có phương pháp. Ông Netanyahu cũng bác ý tưởng ngừng bắn ở Gaza, cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ là chiến thắng của Hamas. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, lời kêu gọi ngừng bắn sẽ là lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas. Điều đó sẽ không xảy ra. Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn với Hamas sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết IDF đang mở rộng hoạt động trên bộ ở giải Gaza. Các lực lượng bộ binh, thiết giáp, kỹ thuật tác chiến bổ sung đang tiến vào Gaza để tiếp tục thực hiện các hoạt động phối hợp trên bộ, trên không và trên biển với toàn lực. Theo IDF, mấu chốt của chiến dịch tấn công trên bộ sẽ là dọn sạch mạng lưới đường hầm nằm bên dưới giải Gaza. Người phát ngôn IDF Jonathan Conricus cho biết Hamas đã xây dựng một mạng lưới đường hầm từ thành phố Gaza tới Khan Yunis và Rafah, biến giải Gaza này thành hai tầng. Tầng trên mặt đất là nơi dân thường sinh sống và tầng dưới lòng đất dành cho Hamas. Giao tranh trên các đường phố đông dân cư ở Gaza và trong mê cung đường hầm của Hamas có thể làm cân bằng sức mạnh giữa hai bên vì cả hai yếu tố này đều khiến Israel mất lợi thế về công nghệ. John Spencer, cựu thiếu tá lục quân Mỹ, và hiện là chủ tịch nghiên cứu chiến tranh đô thị tại Viện Chiến tranh Hiện đại ở West Point cho biết trong một cuộc giao tranh đô thị như ở Gaza, bên phòng thủ trong trường hợp này là Hamas đã có thời gian để cân nhắc về việc họ sẽ bố trí ở đâu và họ có tới hàng triệu địa điểm có thể ẩn náu. Họ cũng có thể chọn thời điểm giao chiến bởi bạn không thể nhìn thấy họ nhưng họ có thể nhìn thấy bạn. Căng thẳng bùng phát ở Trung Đông hôm 7 tháng 10 khi các chiến binh Hamas ở giải Gaza tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel Hamas mô tả cuộc tấn công của họ là phản ứng trước những hành động của Israel nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên núi đền ở thành phố cổ Jerusalem. Đáp lại, Israel đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine và bắt đầu thực hiện các cuộc không kích vào giải đất này cũng như một số khu vực của Liban và Syria. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở bờ Tây. Theo báo Ivestia của Nga mới đây, các cuộc giao tranh trên bộ giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza đã diễn ra ác liệt trong vài ngày, nhưng lực lượng phòng vệ Israel IDF vẫn chưa tiến hành can thiệp toàn diện vào khu vực này. Israel đã phải đối mặt với những lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng tăng trong cuộc xung đột với Hamas ở Gaza trong những ngày gần đây. Hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn tướng Daniel Hagari, phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30 tháng 10, cho biết quân đội Israel đang tiến dần về phía trước theo đúng kế hoạch đề ra. Tướng Hagari nêu rõ, trong đêm 29 tháng 10, quân đội Israel đã loại bỏ hàng chục tay súng ở Gaza. Tuy nhiên ông Hagari không xác nhận địa điểm cụ thể của các lực lượng trên bộ Israel tại Gaza sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cho thấy nhiều xe tăng Israel dường như đang di chuyển trên con đường chính của giải đất này. Nhận định về chiến dịch tấn công đang diễn ra của Israel với Ivestia, Sergei Menkonian, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Châu Á của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, nêu quan điểm hiện có hai cách tiếp cận đối với chiến dịch trên bộ của Israel. Thứ nhất, Israel sẽ nắm quyền kiểm soát phần phía bắc của Gaza, loại bỏ các lực lượng Hamas ở đây để tạo ra một vùng đệm an ninh. Thứ hai là Israel muốn nắm toàn quyền kiểm soát giải Gaza để phá hủy tất cả các cơ sở hạ tầng của Hamas. Theo chuyên gia trên, Israel sẽ khó có thể thành công trong việc thực hiện một chiến dịch nhanh chóng vì phần lớn Gaza nằm xen kẽ với một mê cung đường hầm dưới lòng đất và các hướng tiếp cận giải Gaza được giải một lượng lớn mìn và chứa ngại vật. Về phần mình, chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin cho biết Israel đã mất 1.400 người sau vụ đột kích bất ngờ của Hamas. Đây là tổn thất lớn nhất mà nước này từng phải gánh chịu. Họ không muốn bị tổn thất nặng nề thêm và muốn giữ an toàn cho binh sĩ của mình. Đó là lý do tại sao Israel chưa tấn công toàn diện vào Gaza. Ngoài ra, một chiến dịch quy mô lớn hơn cũng có thể dẫn đến cái chết của các con tin đang bị Hamas giam giữ. Cùng ngày, theo thời báo Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bóc bỏ ý kiến cho rằng nước này sẽ đồng ý ngừng bắn với Hamas, đồng thời cho biết những người kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn này thực chất là muốn Israel đầu hàng khủng bố. Ông Netanyahu nêu rõ, sau cuộc tấn công kinh hoàng ngày 7 tháng 10, những lời kêu gọi ngừng bắn là những lời những lời kêu gọi ngừng bắn là những lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas, đầu hàng khủng bố. Điều đó sẽ không xảy ra. Israel đã phải đối mặt với những lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng tăng trong cuộc xung đột với Hamas ở Gaza trong những ngày gần đây và vào cuối tuần trước. Một nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn nhưng không đề cập đến Hamas đã được thông qua với đa số áp đảo. Một số quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu nhận định phạm vi hạn chế của cuộc tấn công ban đầu của Israel đã phản ánh nhiều yếu tố phức tạp, nhưng trên hết, Israel muốn tối đa hóa lợi thế về hỏa lực trước Hamas và giảm thiểu thương vong cho chính mình, đồng thời cố gắng tránh lôi kéo các đối thủ khác vào cuộc xung đột. Các quan chức cho biết, giao tranh ở Gaza sẽ rất căng thẳng. Hamas đã được huấn luyện để chiến đấu trong môi trường đô thị và đã xây dựng một mạng lưới đường hầm khổng lồ mang tên tàu điện ngầm Gaza giúp di chuyển máy bay chiến đấu và vũ khí mà không bị phát hiện. Phong trào Hồi giáo này cũng có một kho vũ khí chống tăng và các thiết bị nổ tự chế. Lực lượng phòng vệ Israel đã rất kín tiếng về vấn đề triển khai chính xác cho một trong những chiến dịch quan trọng nhất hàng thập kỷ. Những giới chức địa phương cho biết việc xây dựng lực lượng dần dần nhằm mục đích làm giảm khả năng nhóm Hezbollah ở Liban tham gia cuộc xung đột ở Gaza lần này. Theo một nhân vật nắm rõ kế hoạch chiến đấu của Israel, việc đưa ít quân hơn vào Gaza đồng nghĩa với quân lực có thể được triển khai dễ dàng hơn ở phía Bắc nếu Hezbollah tham chiến. Một số nhà quan sát khác lại cho rằng quy mô của cuộc tấn công ban đầu là dấu hiệu cho thấy Israel đang hướng tới một điều gì đó ít tham vọng hơn là lật đổ Hamas. Có vẻ như là mục tiêu của họ không phải là loại bỏ hoàn toàn Hamas khỏi Gaza. Thay vào đó, có vẻ như họ đang muốn làm suy thoái cơ sở hạ tầng quân sự và loại bỏ giới lãnh đạo. Nhưng trung thực mà nói, họ vẫn chưa thực sự nói rõ mục tiêu cuối cùng là gì có thể vì họ chưa thực sự tìm ra nó chính phủ israel đã khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực quốc tế về kiềm chế lực lượng vũ trang trước khi họ đánh bại hamas